Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của một dạnh áp thấp có trục từ 18-21 độ vĩ bắc vừa mới hình thành, trong đêm qua và sáng sớm nay, mưa dông đã xuất hiện rải rác ở trên khu vực Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Dự báo đợt mưa này sẽ vẫn còn tiếp diễn cho đến hết ngày mai. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 cho tới 30 mm, cục bộ có những nơi trên 40 mm. Trong đó các tỉnh dọc vùng biên giới phía Bắc như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn sẽ là những vùng có mưa to. Do có mưa nhiều nên ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ toàn vùng dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ, trời mát mẻ. Từ ngày 17 tháng 8, khi các hình thái gây mưa suy yếu thì mưa sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên đến ngày 19 tháng 8, khi hội tụ gió trên cao được thiết lập trở lại, khu vực sẽ tiếp tục đón thêm một đợt mưa nữa. Sự xuất hiện của rãnh áp thấp cũng làm thay đổi thời tiết tại các tỉnh miền Trung, khiến cho cường độ nắng trong ngày hôm nay ở Trung Bộ cũng giảm dần. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Thanh Hóa đến Bình Thuận phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Đến chiều và tối, ở khu vực phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An, vùng ven biển phía đông của Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và tại khu vực phía tây của Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có thể xuất hiện những cơn mưa dông. Trong mưa dông thì cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa dông cũng có xu hướng gia tăng hơn ở các tỉnh thành phía Nam, nguyên nhân là do từ hôm nay gió mùa Tây Nam sẽ bắt đầu hoạt động mạnh dần trở lại. Dưới tác động của gió Tây Nam, chiều vào tối nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Mức nhiệt trên chiều ở Tây Nguyên phổ biến từ 28 tới 31 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 32 cho tới 33 độ. Trên biển trong ngày hôm nay, vùng áp thấp 91W sẽ bắt đầu di chuyển vào biển Đông. Dự báo đến 15 giờ chiều nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc, 119,1 độ kinh đông trên khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào Quảng Đông, Trung Quốc. Tuy nhiên thì áp thấp nhiệt đới này sẽ không gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta. Ngoài ra thì theo mô hình cập nhật mới nhất của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, trong khoảng ngày 27 tháng 8, trên khu vực Bắc Biển Đông sẽ xuất hiện một áp thấp nhiệt đới nữa. Dự báo áp thấp nhiệt đới này khả năng sẽ mạnh lên thành bão trong ngày 28 tháng 8. Như vậy, đây rất có thể sẽ là mầm mống của cơn bão số 3 trên Biển Đông trong năm 2022. Tuy nhiên, do thời gian dự báo còn khá xa, vì thế vẫn cần thêm thời gian để có thể khẳng định chính xác hơn.